Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa mới bị khởi tố, mà cái vụ án của VN Pharma là từ năm 2014 cho đến giờ 7 năm rồi. Và sau khi cái vụ đấy thì ông Trương Quốc Cường này vẫn từ Cục trưởng Cục Quản lý Dược mà ông thăng tiến dần lên đến Thứ trưởng Bộ Y tế. Và cho đến ngày hôm nay thì báo chí đồng loạt đưa tin là ông đã bị khởi tố. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng xem cái tướng diện của ông Trương Quốc Cường như thế nào. Có những cái nét gì tốt và những cái nét gì xấu nhé. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Thì ông Trương Quốc Cường nắm giữ cái chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược hơn 10 năm. Và cái vị trí này là cái vị trí mà nắm giữ cái chất lượng thuốc chữa bệnh cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Cho nên là nó là một cái trọng trách rất là lớn. Nó cũng sẽ có nhiều điều tiếng đến với ông trong những cái thời gian đó. Thì chỉ cần một cái chữ ký của ông thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đến xương máu, mồ hôi, nước mắt, tiền của người dân, của con bệnh. Đó, cho nên là cái uy quyền trong cái chữ ký của ông nó rất là nặng, nó rất là lớn, nó có rất nhiều trách nhiệm ở trong đó. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn những cái tướng diện của ông để xem ông có những cái nét tướng gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên thì mời các bạn quan sát ông Trương Quốc Cường này có cái vầng trán tương đối là phẳng, bằng phẳng, sáng. Cái vầng trán của ông nó không bị gồ ghề, nó không bị lồi lõm đâu. Và cái vầng trán của ông khá là sáng. Đó là một cái ưu điểm của ông. Bên cạnh đó thì cái đôi lưỡng quyền của ông rất là cao. Cho nên là cái đôi gò má của ông nảy nở lắm. Căng tròn, tròn đầy. Nhất là khi ông cười thì nó rõ cái điều này rất là rõ rệt các bạn nhé. Cái người đàn ông có cái tướng vầng trán như thế này và gò má nảy nở như thế này, đi cùng với cái mũi nữa, nó kết hợp ba yếu tố này với nhau. Cho nên là cái con đường công danh sự nghiệp của ông nó tương đối là thuận lợi và nó được phát triển rực rỡ bởi ở cái gò má này kết hợp. Gò má này gọi là người mà có quyền hành, có quyền lực thực sự. Gọi là nói có người nghe mà đe có người sợ ở chính ở cái đôi gò má này. Cộng với cái mũi, cái chuẩn đầu mũi cũng rất là nảy nở, dày. Hai cái bên cánh mũi cũng dày và có thịt đầy đặn. Nó nảy nở, nó no tròn. Thì đó là những cái tướng tốt của ông mà chúng ta cần phải nhìn nhận, ghi nhận cái điều đó. Tuy vậy thì trên tướng diện của ông nó lại bị phá hãm đi bởi một số những cái xấu. Không phải là xấu mà là rất rất xấu các bạn ạ. Thứ nhất là các bạn quan sát cái tai của ông. Cái tai của ông thì rất là nhỏ, mỏng. Và cái phần thủy châu dây tai nó cũng rất là khiêm tốn. Cái phần thủy châu dây tai này thì là cái người mà thường là sẽ là cái người mà cái cung chứa cái tài lộc ở cái tai này nó không có nhiều đâu. Hầu như là nó không có ở chính cái đôi tai này. Mà cái lộc của ông là cái lộc nó ở đầu mũi, nó nhiều hơn. Đầu mũi, gò má và trán nhé các bạn nhé. Các cụ thì thường nói là tai to mặt lớn, có nghĩa là hai cái này cần phải đi kết hợp với nhau thì nó mới cân xứng, nó mới hài hòa, nó mới trọn vẹn. Của ông thì có mặt lớn nhưng mà lại thiếu tai to. Cái tai của ông kém lắm, nhỏ lắm, khiêm tốn lắm. Cho nên là cái phước đức trọn vẹn của ông thì ông sẽ không được hưởng một cách trọn vẹn đầy đủ trong suốt cả cuộc đời của ông đâu. Cái xấu tiếp theo nữa của ông Trương Quốc Cường đó chính là cái đôi lông mày. Đôi lông mày thì rất là ngắn. Có lông mày chứ không phải là không, nhưng mà ngắn. Nó chỉ đến khoảng nửa thôi, còn cái đuôi này là coi như là nó trụi hết. Nó giống như là một cái chổi mà nó bị trụi lông dần đó. Nó bị cụt đi, gọi là thế lông mày cụt. Nó rất xấu cho cái con đường công danh. Kèm theo lại đi kèm với lại cái tướng miệng cũng rất là xấu. Miệng của ông thì
hầu như là không có môi trên môi dưới, nó không có rõ bờ môi đâu, nó rất là mỏng mà nhìn nhìn nó gần như là một cái mặt phẳng. Cộng với lại cái hàm răng của ông thì nó đen, nó tối, nó xỉn màu, cho nên là khi nhìn vào gương mặt ông mà nhìn vào cái miệng của ông thì nó lại thành thế miệng gọi là miệng cái lỗ. Miệng cái lỗ thì các bạn hình dung ra rằng là toàn bộ xung quanh cái miệng này, cái bờ môi này hầu như nó không có. Nó không có, nó là một cái mặt phẳng. Mà cái lỗ thì là bên trong là nó là sâu hoắm, nó là một cái màu đen. Đó, cho nên là hậu vận rất rất xấu ở cái tướng miệng và cái tướng lông mày như thế này. Thì trong sách người xưa thì người ta nói về cái tướng lông mày cụt của ông Trương Quốc Cường như sau. Mình cùng đọc một chút cho các bạn nghe nhé. Mày cụt thì giống như là bị chặt đứt, lông phía cuối không có, trông giống như là một cái chổi mà bị sói đó, bị sói, bị rụng, bị trơ ra đó. Lông mày cụt là cái tướng người mà trung vận trở đi thì thường là sẽ có họa, sẽ cô độc, công danh đứt đoạn, xa lìa anh em, nhân duyên bị chia cắt. Đó, các bạn chú ý nhé. Tiếp theo là lông mày cụt thì nếu như công danh tài lộc càng tới nhanh thì lại càng tàn nhanh. Có nghĩa là cái tướng lông mày cụt này mà đi kết hợp với những bộ vị đẹp của ông thì cái công danh của ông thường nó lại đến rất là nhanh, nhưng nó ở thế nguy hiểm như là cái người cưỡi trên lưng cọp đó các bạn ạ. Đó, tài lộc càng tới nhanh thì càng tàn nhanh, nếu không nói là còn phải gánh họa. Thì điều này hoàn toàn xảy ra đúng với ông các bạn nhé. Tiếp theo là cái tướng lông mày cụt này này, nếu như khi có công danh mà đưa cả anh em họ hàng vào làm chung thì sẽ họa cho cả đám, coi như là sẽ chết chùm luôn, dính cả chùm luôn nếu như dây dưa với những cái người khác nữa. Và như thế thì các bạn cần chú ý là nếu khi kết hợp làm ăn, kết hợp đối tác với những cái người mà có cái tướng lông mày như thế này mà cộng với đi kèm với lại miệng hình cái lỗ sâu hoắm đen sì này này thì các bạn nên hết sức thận trọng, cẩn thận. Bởi vì một khi mà người ta đã dính họa thì người ta có thể kéo theo các bạn vào chết chùm luôn, chứ không phải là đơn giản đâu các bạn nhé. Và khi nghe đến đây thì nếu như có một số những cái bạn mà cũng có cái tướng lông mày mà ngắn ngắn cụt ngủn chỉ có một đoạn thôi, còn cái phía đuôi không có, thì các bạn cũng đừng ngại. Bởi vì cái này là nó phải đi kết hợp cả những bộ vị khác của ông, cả cái tai kém, cả cái miệng kém, và cái phần yết hầu của ông bị lộ thì mình sẽ nói sau nhé. Và các bạn cũng cần phải quan sát kỹ cái tướng lông mày. Nghĩa là những cái người mà lông mày ngắn một đoạn thôi, nhưng mà cái sợi lông mày của nó có cái sự mịn màng, nó có sự tươi nhuận, nó không bị rối, nó không bị khô, thì nó cũng sẽ đỡ đi rất nhiều, nó giảm cái xấu đi rất nhiều. Nhưng mà khi các bạn quan sát kỹ những cái sợi lông mày của ông Trương Quốc Cường thì các bạn sẽ thấy nó không có thế. Nó giống như là một cái đám cỏ rối, nó khô, nó sơ xác, nó xoắn, nó rối lại với nhau, nó không thành thế. Đây, các bạn thấy ví dụ như cái lông mày của tôi, lông mày tự nhiên, bao giờ nó cũng đi theo một cái chiều. Và những cái sợi nọ sợi kia nó liên kết với nhau, nó có độ mịn màng. Nhưng mà của ông thì ví giống như là một cái đám cỏ khô, sơ xác. Cái sợi lông mày khô lắm, sơ lắm, rối như một đám cỏ, đám nùi rối đó. Đó là một cái tướng rất rất xấu của lông mày các bạn nhé. Và mình lại cần phải nhắc lại cho các bạn biết rằng là với cái người đàn ông ấy, cái chất tóc, lông mày và râu nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái con đường công danh sự nghiệp của người ta. Nếu như khi nào mà các bạn thấy một người nào đó mà cái tóc, cái râu, cái lông mày tự nhiên nó khô đi, nó sơ xác đi, nó rối đi, thì lúc đấy là cái vận hạn của người ta nó đang đến rất là nhanh, rất rất nhanh các bạn nhé. Nhất là những cái người lông mày mà bình thường nó đang mọc ngang đầy sức sống này, mà tự nhiên đến một ngày đẹp trời
những cái sợi lông mày nó cứ rủ hết xuống, nó mềm oặt ra, nó rủ hết xuống phía dưới mí mắt này. Nó thế giống như là cái cây liễu mà bị rủ rủ xuống đó. Thì là các bạn ngay lập tức phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Vận xấu, vận tù tội nó ập đến lúc nào không hay. Chú ý cái điều này, chỉ cần quan sát tóc, râu, lông mày nó cũng đã thể hiện rất rõ. Tiếp theo nữa thì ông Cường là một cái người mà yết hầu bị lộ. Với cái người đàn ông thì cái phần yết hầu ở cổ này các bạn này là một cái cục cục nhỏ nhỏ, nó giống như một quả táo nhỏ nó gồ lên đấy. Cái phần yết hầu đấy là cái phần mà rất là quan trọng của cái người đàn ông, nó gọi là chỗ hiểm của người đàn ông, và chỗ đấy thì cần được kín đáo, cần được da thịt ở đấy nó bao bọc, nó che chắn cho để không bị lộ. Những cái người đàn ông mà cái yết hầu bị lộ cũng là cái tướng mà nếu lộ nhiều thì yểu mệnh, nếu lộ ít thì nó rất hay gặp những cái xui xẻo, cái trắc trở, hoạnh phát hoạnh phá trên cái con đường công danh sự nghiệp. Bình thường thì mình quan sát thì mình thấy là thường những cái người đàn ông khi tuổi còn trẻ hoặc là khi thời niên thiếu thì có thể lộ hầu, có thể lộ hầu, nhưng mà thường thì khi đến trung niên trung vận, người ta mập mạp lên, có da có thịt lên, cái thịt da của người ta dày dặn hơn lên thì che chắn bao bọc được cái yết hầu đó cho nó đỡ lộ đi. Như thế thì cũng rất là tốt. Nhưng mà của ông Cường thì cho đến năm nay, là ông sinh năm 61, cho đến thời bây giờ hiện tại thì cái hầu của ông vẫn không được che chắn bao bọc kỹ đâu các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái yếu tố cộng thêm vào những cái xấu nữa, để làm cho cái vận xấu nó đã đến thì nó đến cũng tương đối là nhanh và tương đối là dữ. Vậy thì một chữ ký của ông Trương Quốc Cường nắm quyền sinh, quyền sát, nắm vận mệnh của biết bao con người trong tay ông. Nếu như những cái vụ thuốc kém chất lượng, rồi là thuốc ung thư giả mà báo chí có nhắc đến từ nhiều năm trước, từ 6-7 năm trước đó, thì bây giờ ông đã phải trả giá cho những cái điều, thì cái sức nặng, cái trách nhiệm của cái chữ ký của ông nó rất là nặng nề. Nó nặng lắm. Một cái chữ ký của ông nó nặng giống như là cả một cái dãy núi tu di đó các bạn ạ. Cái nghiệp của cái chữ ký này rất rất là lớn. Và đúng là ở ngành y thì gánh trên vai mình cái trọng trách rất là nặng nề, rất là lớn lao của sinh mạng biết bao nhiêu con người. Đó. Và trong ngành y thì nó cũng rất là phức tạp các bạn ạ, phức tạp lắm. Bởi vì giữa cái đúng và cái sai, giữa cái lệch đi một chút thôi, nó đã là một cái sự sai lệch, nó hoàn toàn nó khác. Chỉ cần một chút thôi, một chút thôi, một ly thôi. Cho nên là càng cần phải những cái sự tỉnh táo, sáng suốt của những cái con người có tâm, có đức thì nó mới thích hợp được với cái ngành này. Và ông Trương Quốc Cường thì cũng đã từng phát biểu một cách rất là hờn dỗi rằng là nếu kiếp sau thì tôi sẽ không làm ở cái ngành y này nữa, mà tôi sẽ làm ở ngành báo chí. Đó, thì mình không nói gì đến kiếp sau. Bởi vì kiếp sau thì nó còn xa vời lắm, chưa biết thế nào được, kiếp sau sẽ như thế nào. Nên hãy sống trọn vẹn, tỉnh thức ở ngay trong kiếp này. Và cho dù ở kiếp này ông có làm bất cứ nghề gì, nghề y hay nghề báo, thì vẫn cần cái sự thận trọng, kỹ lưỡng, cẩn thận, đặt cái lợi ích của số đông lên đầu tiên, làm lợi ích cho chúng sinh. Thì cho dù ông làm cái công việc gì, nó cũng là cái công việc mà tạo phước đức cho chính bản thân ông và cho mọi người. Và các bạn hãy thử đoán xem rằng là trong cái vụ này, những cái vụ lùm xùm về y tế này, thì ông Trương Quốc Cường này đã phải là trùm cuối chưa? Hay là tiếp theo đó sẽ còn lôi ra một số người? Thì các bạn hãy thử đoán điều này xem nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và tạm biệt các bạn.